Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì đầu video mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn, cô chú, anh chị đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì hiện tại là mình đang ráp một cái mẫu xe SH125 nha các bạn. Phiên bản này là màu mới nhất hiện tại nha. Phiên bản 2024 nhưng mà năm sản xuất là 2023 nha. Hiện tại phiên bản này là mới nhất của cái dòng SH125 các bạn. Đây. Khách hàng bên mình là chọn màu trắng nha. Thì đối với dòng phiên bản 125 này thì các bạn được hai màu, phiên bản tiêu chuẩn màu trắng và màu đỏ. Thường cái phiên bản tiêu chuẩn này các bạn có thể để ý ha. Thứ nhất là cái phanh nè các bạn, nó không có cái vòng ABS nha, không có vòng ABS, bít tông, bít xin, và chữ này nó không có cái chữ 125 nha các bạn. Phiên bản này thì nếu mà các bạn lấy phiên bản cao hơn là 160 á, thì mình có cái dòng chữ 160i thôi. Còn cái dòng phiên bản SH này thì là 125i nha các bạn. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn để ý á, thì các bạn sẽ để ý chỗ này nè, thì các bạn mới phân biệt được cái dòng 125 hay là 160 nha các bạn. Nè, loại xe nha, GF952SH125i, lắp ráp tại công ty Honda Việt Nam nha các bạn. Và năm sản xuất là 2023 nha các bạn. Tuy nhiên thì cái đời này sẽ là năm bán cho năm 2024 luôn nha. Các bạn để ý cái bánh mâm phía sau nè các bạn, hoặc là bánh mâm phía trước nè, cái phuộc nè. Thì cái đời mà 2022, 2023 các bạn, thì nguyên cái dàn mâm chân này nè là màu đen hết luôn ha. Bạc này là màu đen. Thì đó là đời cũ nha các bạn. Đời mới nhất hiện tại này là chuyển về loại màu bạc rồi nha. Đấy, đây là sự khác biệt các bạn. Tổng thể xe thì không có sự khác biệt các bạn, chỉ khác bộ về cái dàn chân này thôi nè các bạn. Dàn chân nha. Về động cơ, về công nghệ thì không có thay đổi gì hết các bạn. Tuy nhiên thì màu sơn của dàn chân và dàn phuộc thôi. Lốp máy ha các bạn. Cản thì hồi xưa cái cản này nó cũng là màu bạc các bạn, chứ nó không có màu đen ha. Dàn chân là màu đen nhưng mà cái cản lại là màu bạc. Thì lần này thì cái cản màu bạc và dàn chân nó lên là màu bạc hết nha các bạn. Thì mẫu này thì hiện tại bên mình đang để giá là 76.900.000 nha các bạn, cao hơn giá đề xuất ha. Giá đề xuất hiện tại là 74 các bạn, nhưng mà mình đang để là 76.900.000. Thì bên mình cũng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá hỗ trợ lại 1.000.000 các bạn. Thì các bạn nào có mua xe về dòng SH này thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở trong cái video nha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đến cửa hàng để xem xe trực tiếp. Trên tỉnh Cà Mau của mình thì hệ thống mình có tới 11 cái cửa hàng nha các bạn. Thì các bạn có thể đến cửa hàng bên mình có thể xem xe trực tiếp cũng được ạ. Bên mình đang phủ chống trầy cho xe nha các bạn, hay là gọi là phủ nano các bạn. Thì đối với cái dịch vụ này thì mình cộng thêm nha. Cái giá xe đó thì đã bao gồm VAT. Còn bạn nào mà biết làm biển số xe á, hay là tự làm được thì có thể cầm hồ sơ gốc về đăng ký nha các bạn. Còn nếu mà bạn nào không biết làm hồ sơ xe thì bên mình có thể bao thủ tục nha. Ở thành phố Cà Mau thì mình đóng thuế 5%, còn ở huyện như huyện các huyện thì mình đóng thuế 2% nha các bạn. Rồi cái dịch vụ mà phủ chống trầy này thì bên mình nhận phủ màu bóng hết các bạn. Thì nguyên cái bộ này là 400.000, thì mình phủ thì mình sẽ mất thời gian tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nha các bạn, từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi nha, tùy theo xe mình lớn hay nhỏ. Này, chìa khóa thông minh nè các bạn, đồng hồ này. Có nhiều bạn hỏi mình là cái nút này nó giống như 160 thì có thể kết nối với điện thoại được hay không. Thì xe của mình sẽ được ép vào cái điện thoại đó các bạn, thông qua một cái ứng dụng là My Honda. Tuy nhiên thì các bạn muốn kết nối xe mình với cái điện thoại thông qua Bluetooth á, thì các bạn phải từ 160 phân khối trở lên mới được nha. Còn nếu 125 này thì không được nha các bạn. Mình chỉ kết nối xe mình để kiểm tra chiếc xe mình thông qua số khung số máy xe á, thì trên cái ứng dụng My Honda nha. Còn ngoài ra mình muốn kết nối Bluetooth để mình coi một số thông tin nữa thì mình phải từ 160 trở lên nha các bạn. Nè, thông số của xe nè các bạn. Trip A, trip B, quãng đường. Trường trip A, trip B này nhiều bạn hỏi mình nè. Thì thường ở đây mình cũng sử dụng các bạn, thì mình chỉ để là mình kiểm tra để thay nhớt thôi. Ví dụ như là mình khi mà mình thay nhớt á, mình sẽ xóa trip A, trip B này, rồi sau đó mình kiểm tra. Ví dụ mình đi 1.000-1.500 cây gì đó, mình thay nhớt thì mình thay vì mình phải dán cái nhãn thì mình nhìn trên này các bạn. Còn total của nó thì tổng km mình đi nha. Đấy, còn nguồn điện 12.5 nè. Nguồn điện này cũng khá là quan trọng các bạn. Bạn thấy dưới 12 thì bạn nên sạc bình nha, để không là mình không khởi động được xe. Kèn còi thì nó vẫn lên nhưng mà mình đề không được nha các bạn. Đây, km của mình bằng 0 nha, là do xe mình đang ráp mới các bạn. Rồi bên này thì có nút tắt chữ A nè các bạn, đó là công nghệ tắt máy tạm thời ha, tắt hoặc mở.
Bên này thì có pha xa, pha gần, kèn, xi nhan, vân vân. Ở đây thì đổ xăng ngoài các bạn. Đây. Ở đây thì đổ xăng ngoài nha. Đổ xăng ở vị trí này. Rồi, cốp xe. Cốp xe thì mình vẫn mở trên đó các bạn. Này. Các bạn thấy nhược điểm của cái dòng SH này so với cái dòng khác là bị gì không các bạn? Cái cổng sạc này nè các bạn. Cổng sạc này vẫn nằm trong ở trong cái cốp xe này các bạn, cũng rất là khó sử dụng nha. Nhiều bạn đi á, thì cái hơi nóng mình sẽ lên và mình để trong này rất là nguy hiểm. Nếu mà cái cổng sạc này giờ giờ phía trước được á, thì rất là ok các bạn. Như Vision hay là SH Mod á, thì Honda Việt Nam đã dỡ cái cổng này lên trên trên rồi. Mình đi mình sử dụng cũng khá là tiện các bạn. Tuy nhiên thì đối với dòng SH lớn này thì vẫn còn nằm trong này nha. Ở phía này. Cái này là có một hai cái nút nhấn các bạn. Đây là nguyên bộ điều khiển của xe nha. Có rất là nhiều cái con cảm biến ở đây. Ví dụ các bạn rút ra hay là các bạn lỏng móc gì đó, đèn đuốc hay là vấn đề đó mình đi di chuyển đó các bạn, tự nhiên nó mất nguồn hay là vấn đề đó thì mình kiểm tra hệ thống này. Thì mỗi một trong này nó có nhiều cái chân lắm các bạn. Thì các bạn có thể, nếu các bạn tò mò thì các bạn có thể gõ ra coi ha. Bên nào này. Nếu không thì mình cứ để như vậy nha. Tại vì ở đó khi các bạn rút ra hoặc bạn nhóm chân thì nó sẽ mất kết nối của xe với một số tính năng các bạn. Ví dụ dây km nè, đồng hồ nè, điện đèn nè, vân vân. Đấy. Còn phanh thì các bạn sẽ được hai phanh nha, phanh trước phanh sau đều là tăng trống hết nha các bạn, hay gọi nôm na theo các bạn nhân viên bán hàng của các bạn thì gọi là phanh CBS và phanh ABS đó các bạn. Đấy. Thì mình được hai đĩa nha, đĩa trước đĩa sau. Ví dụ các bạn lấy phiên bản cao cấp hay là có phiên bản đặc biệt á, cũng là 125 thì mình có phanh ABS trước sau nha. Còn này là mình phiên bản tiêu chuẩn thì là phanh thường thôi. Đấy. Thì hiện tại giá bên mình đang để là 76.900 nha các bạn. Thì đối với dòng phiên bản tiêu chuẩn này các bạn được lấy hai màu, màu trắng và màu đỏ nha. Còn nếu mà các bạn lấy phiên bản đặc biệt thì mình có màu đen nhám, phanh ABS. Còn nếu mà các bạn lấy phiên bản thể thao thì mình có phiên bản xám xi măng, cũng là phanh ABS nha. Thì hiện tại cái phiên bản 125 thì mình có được cái bốn màu như vậy. Thì bạn nào thích và muốn sở hữu cái dòng SH này thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình đặt ở trong video. Ngoài ra thì mình cũng có tất cả các dòng từ 125 nè, 160 nè, hoặc là 350 nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip mình quay chia sẻ cũng như là ráp xe tiếp theo ạ.